Thưa quý vị, mỗi mùa thi đến, các sĩ tử vô cùng lo lắng, gấp rút chuẩn bị cho mình những kiến thức vững chắc để đem về kết quả tốt nhất. Mới đây, dự thảo quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ sung các chứng chỉ ngoại ngữ được sử dụng để miễn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Đó là những chứng chỉ nào? Xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo mở rộng chứng chỉ ngoại ngữ thuộc diện miễn thi và được tính điểm 10 bài thi ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông. Trước đây, nội dung này không được quy định trong quy chế mà được nêu tại hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Cụ thể, với môn tiếng Anh, ngoài chứng chỉ TOEL ITP 450 điểm, TOEL IBT 45 điểm, IEL 4.0 như những năm trước đây, thì thí sinh có chứng chỉ bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, V-STEP, B1 Preliminary, B1 Business Preliminary, B1 Language Skill, Aptis Eson B1, Person PTE B1, hoặc tổ ích 4 kỹ năng, nghe 275-399, đọc 275-384, nói 120-159, viết 120-149 cũng sẽ được miễn bài thi ngoại ngữ. Với các ngoại ngữ khác như tiếng Nga, Pháp, Trung Quốc, Đức, Nhật, các chính trị để được miễn thi giống năm trước, Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến góp ý cho dự thảo quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông đến hết ngày 15 tháng 2 năm 2024. Năm 2024 cũng là năm cuối cùng mà kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông được tổ chức với 5 bài thi, mỗi thí sinh làm 6 môn thi. Học kỳ 2 sắp tới cũng là lúc nước rút để các thí sinh ôn tập, vậy nên mỗi thí sinh cần thật sự tập trung để hoàn thành tốt bài thi quan trọng của cuộc đời.